Phân luồng giao thông, giải quyết vi phạm giữa mọi điều kiện thời tiết là công việc đòi hỏi sự cứng cỏi, sức khỏe và thường phù hợp với phái mạnh. Nhưng sáng nay, người dân thủ đô Hà Nội khi ra đường đã không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng tại nhiều chốt giao thông trọng điểm, thay vì những nam cảnh sát giao thông mà phần lớn là thiếu thân thiện, là những nữ cảnh sát giao thông lần đầu tiên xuống đường với nụ cười luôn thường trực trên môi. Những hình ảnh đẹp tại các ngã ba, ngã tư của Hà Nội vào sáng ngày hôm nay đã khiến nhiều người quên đi cảm giác giá rét của những ngày đầu năm. Hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ trong gia đình từ rất sớm. Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân có mặt tại vị trí được phân công từ 7 giờ sáng. Ngày đầu tiên được giao nhiệm vụ mới sau nhiều năm làm công việc hành chính, chị Vân không khỏi có những cảm xúc khó tả. Khi mà bước chân ra khỏi nhà và ra khỏi đơn vị thì cảm giác rất là hồi hộp ạ. Bởi vì là không biết là mình với cái thời tiết là giá rét như này, mình thực hiện công việc có được tốt hay không. Động tác dứt khoát, tác phong nhanh nhẹn, tiếng còi mạnh mẽ, nhưng gương mặt những nữ cảnh sát giao thông thủ đô vẫn rạng rỡ. 35 nữ chiến sĩ được bố trí tham gia phân luồng tại 10 chốt giao thông trong các giờ cao điểm nhằm lấy lại hình ảnh của người chiến sĩ cảnh sát giao thông vốn đang dần mất đi sự thân thiện và uy nghiêm cần có trong mắt của người dân. Tôi cho rằng là cái lực lượng nữ ra làm việc ấy, thì nó cũng có một cái sự uyển chuyển mềm mại, và chúng tôi muốn xây dựng cái hình ảnh đẹp, thân thiện đối với mọi người khi tham gia giao thông. Khó khăn lớn nhất mà các chị gặp phải trong ngày đầu xuống đường không đến từ vấn đề giao thông mà lại là thời tiết. Song dưới làn mưa lạnh buốt và nhiệt độ ngoài trời xuống còn 12 đến 13 độ, chiếc gậy chỉ đường vẫn vùng lên cứng cỏi. Thời tiết rất lạnh, đối với tôi là một người nam giới, thế ra đường còn phải mặc rất nhiều quần áo và găng tay, mũ miếc đàng hoàng mà còn cũng cảm thấy rất lạnh. Cái nữ cảnh sát là đi sớm về muộn thì tôi thấy là thấy rất vất vả cho các chị em. Khác với công việc tiếp dân và xử lý vi phạm trước đây, việc phân luồng giao thông tại thành phố mà un tắc trở thành vấn nạn thường ngày, đòi hỏi nữ cảnh sát giao thông phải linh động hơn nhiều. Song tại 10 chốt có nữ cảnh sát giao thông phân luồng, trong ngày hôm nay không xảy ra bất cứ un tắc nào. Vào một ngày đầu năm giá rét, sự xuất hiện của những nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp khiến phố phường Hà Nội bỗng trở nên ấm áp hơn.